tráng nghiêm đài sen ngự tòa, đại hùng tư phố Thích Ca. Đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay sâm thành liên hoa. Đệ tử thấy mình nóng nổi, con đường chính niệm làm sao chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu. Có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu, vì không yêu được kẻ khác, cho nên hơn rằng oán kiều. Lý luận xong rồi tránh mau, mỗi ngày mỗi chút khổ đau, chia cách khổ kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Ăn năn khẩn thiết cúi đầu, đệ tử biết trong tâm thương bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tươi tầm, hạt lành không mong tốt tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình mặt bó, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm tư bận về quá khứ, hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay, giày đạp trên hạnh phúc. Tháng năm sau khổ miệt mài, giờ đây chẳng sống bao biển, còn nguyện sám hối đổi thay. Đệ tử tâm thanh quý ngưỡng, hướng về chư Phật mười phương, cùng với các vị Bồ Tát thanh văn duyên giản thành hiền, chi thành cầu xin sám hối, bao nhiêu lòng ngồi triền miên, xin lấy cam lộ tình thủy tươi lên dập tắt não phiền, xin lấy con thuyền chính pháp đưa con vượt nẻo oan khiên, đời tình thương học theo đạo lý chân truyền, thực tập ngũ cực thời thơ, sống đời chính niềm tinh chuyên. Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tâm ương hạt giống tốt vun trong quan chiếu, tập nhìn tập hiểu
thấy được từ tinh các pháp thoát ngoài sinh tử trần lao, nguyện học nói lời ai ngừng thương yêu trong sóng sớm chiều, đem buồn vui tới mọi nẻo, giúp người với nỗi sâu đau đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu, tin thành tấm hương một nén đại sen con nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi che chở trên quãng đường đạo nhiệm màu, nguyện xin chuyên cần tu tập phun tròn đạo quả về sâu. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối chư Phật, Nam mô cầu sám hối thuần tu tập mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Một là kính lễ chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là dòng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh Phật truyền pháp, bảy là thỉnh Phật trụ thế, tám là thường theo học Phật, chín là hàng thuần chúng sinh, mười là hồi hướng khắp tất cả.